vào nha, cho tôi nha. Hôm trước ta học xong về HRP và VRP này. Nên chúng ta sẽ sang với theo là thức dự phòng VLPP. VLPP là Gateway Load Balancing Protocol, tức là đa thức dùng để chia tải trên gateway. Thì như tôi nói trước, điểm khác biệt cơ bản của VLPP là gì? So với HRP và VLP là chúng ta sẽ chỉ có, với HRP và VLP chúng ta sẽ chỉ có một đạn thực hiện, chỉ có một router đóng vai trò là active, chỉ một router thiết bị có vô thể chúng ta. Còn với VLP là chúng ta có thể có nhiều cái gateway active cùng một lúc. Thì với VLP thì nó sẽ đưa ra một khái niệm ta gọi là các một chút AVG và AVF. AVG và AVF. Thì AVG là cái gì và AVF là cái gì? Đây. AVG là Vector của Active Virtual Gateway. AVF là Active Virtual Forwarder. Active Virtual này, nhìn cái này AVG trước. AVG, AVF thì vai trò của nó, chúng ta hình dung nó như sau. Nếu như với bình thường này, có thể thường là với cái mạng mà mình chạy, đây con switch, nó khác gì với thằng HRP nhá, nhìn lại này. Ví dụ lấy cái HRP này, là gì, chúng ta sẽ có một vô tổ IP và vô tổ MAC đúng không? Với cái IP ảo MAC ảo đúng không? Vì sao nhỉ? Khi con này chúng ta tưởng tượng cái MAC ảo, IP ảo của mình là gì? 1.254 đi. Thế vậy khi con cơ nó hỏi ARP ấy, hỏi là gì? MAC, anh nào IP là 192.168.1.192.168.1.24, anh nào IP 1.24 thì báo là MAC cho nó đúng không? Trả lại MAC cho nó đúng không? Thì gì nhỉ? Với HRP và VRP thì sẽ thằng nào mới trả lời? Thằng nào IT đúng không? Tức là thằng nào IT, thằng này sẽ đứng ra nhận đấy. Nhận nó chính là cái này đúng không? Nhận là tôi chính là 124 đây, MAC của tôi là thế này, MAC ảo là thế này. Tức là với HRP, VRP chỉ một thằng nào đứng ra chọn IT, thằng ấy mới trả lời, thế nào? Thì con suýt nó hiểu là IT ảo đứng với thằng IT và thì chắc chắn ngon chắc được 7 IT này, thế nào? À, với GLP thì nó khác này. Đấy. Nó sẽ phân vai ra là chúng ta có thể có nhiều con. Chúng ta có thể có nhiều con, nhiều gateway, nhiều con router, ví dụ đấy chứ. Thì thứ nhất nó sẽ cho phép mọi người hiểu là cái AVG đây, chúng ta sẽ có một cái con, chúng ta có rất nhiều router này. Ở đây chúng ta có một cái con bắt buộc ra để lựa chọn ra một con là AVG. AVG ấy, thì nó sẽ lựa chọn bằng việc mà chúng ta có priority. Mà định nghĩa vẫn là 100, con nào priority cao hơn con này sẽ đóng vai trò là AVG. Còn AVG này làm cái gì? Còn AVG này làm cái gì? Chúng ta tưởng tượng này. Con AVG ấy, thì nó sẽ là gì? Nó giữ 192 này. Ví dụ mà giờ đây vẫn là con R1 này. Thì chúng ta sẽ làm cái bài mô phỏng giống như này, R3, R4 này, đây là con R5 này. Con này chấm 1 này, con chấm 2 này, chấm 3 này, chấm 4 này, chấm 5 này. Nếu như con AVG là con chấm, mà con 5 này thì sao? Con AVG nó sẽ có một cái IP là IP ảo của mình là 192.168.1.24. IP ảo chỉ có 1 thôi. Được chưa nào? Nhưng nó sẽ map với gì? Nhiều MAC A, B, nó có nhiều MAC ảo D. Chúng ta tưởng tượng là gì? Đối với các bạn ấy, việc phân giải ARP hay là việc trả lời bạn như ARP ấy, tất cả đều là do con AVG nó quản lý. Chỉ có con AVG mới đứng ra trả lời bạn như ARP. Vậy bao giờ cơ chế này là gì? Client hỏi AVG hỏi 192.24 thì tương mắt nào đúng không? Thì tương chúng ta hiểu đây, ví dụ là thằng client 1 ấy,
lần hỏi thứ nhất thì nó trả về map A. Lần nào hỏi thứ hai cũng vẫn hỏi IP này, nó trả về map. Lần hỏi nữa nó vẫn trả về map C. Lần nữa nó hỏi về map D. Hiểu ý không nào? Tức là chúng ta hiểu ở đây giống như ADG, giống như một cái thằng điều phối. Nó phải cho điều phối. Nó phân phát này, nó gán giống như kiểu sếp ấy. Kiểu như các kiểu ADG giống như trưởng phòng ấy. Còn các anh ADS chính là các anh mà mới là anh thực thi, mới là anh mà phó có dữ liệu ra ngoài. Hiểu vai trò đấy không? ADG nó không làm gì cả. Nó chỉ làm câu chuyện là điều phối. Cái checklist này, cái chiên cái nỗi này thì thằng nào xử lý. Thằng nào có trách nhiệm là phó ra. Forward trách nhiệm là forward là gì? Nó là thằng AVS. AVS 1, AVS, AVS, AVS. Hiểu không nào? Đấy là nào? AVG sẽ là con nhận request, nhận yêu cầu giống như kiểu trong quốc tế ta này. Công việc cũng là trưởng phòng hệ thống này hả? Trưởng phòng kỹ thuật này đúng không? Trưởng phòng kỹ thuật thì sao? Nhận việc từ giám đốc đúng không? Yêu cầu việc từ giám đốc đúng không? Giám đốc yêu cầu cần làm việc này đúng không? Trưởng phòng sẽ là nhận việc đúng không? Và giao việc cho nhân viên ở dưới. Thì trưởng phòng đóng vai trò giống như AVG. ABF là nhân viên. Vậy không sai là với việc này, thằng ABF 1 làm. Việc này, thằng ABF 2 làm. Việc này là ABF 3. Thì hiểu ý không nào? Thì rõ ràng là gì? Việc cơ chế này, cái cơ chế này sao? Nó giúp cho là gì? Tất cả ABF đều có thì đều có thể được sử dụng. Đều có thể làm những cái quay ở trong trong cái bạn này. Vậy hiểu ý tưởng của AVG nó khác, à sorry, của PLP nó khác hẳn với PLP không? Nó sinh ra AVG thứ nhất là kiểu có AVG và S. Thì thế nào? Đối với GLP thì ADS có tối đa 4 con. Tức là trong trường hợp mà mình có 6 router hoặc 10 router đóng vào nhóm UA thì cũng chỉ có 4 gateway IP thôi. 4 gateway IP tại một thời điểm. Bởi vì nó bị giới hạn bởi 4 con AVS tại một điểm. Chỉ có thể tối đa 4 con AVS. Hiểu thế nào? Nào. Về mặt mô hình thì con AVG và AVS một con router có thể đóng vai trò là vừa là AVG vừa là AVS. Tức là ví dụ ta có thể là con R4 này, nếu chúng ta chỉ có 4 cái con đấy, đấy 1, R1, R2, R3, R4 không? Rồi con R5 là AVG đúng không? Nếu tôi chỉ có 4 router là R1, R2, R3, R4 thì đâu đó là gì? Một trong 4 con này phải đóng vai trò là AVG. Ví dụ con R4 là AVG đấy. Thì mọi hiểu không? Con AVG, con R4 là AVG thì sao? Nó vừa là AVG, nó vừa là AVG. Trưởng phòng bình thường giao việc nhân viên, nhưng mà sao nhiều việc quá trưởng phòng cũng xử lý luôn, tự nó cũng forward được dữ liệu, hiểu ý không nào? Còn nếu có nhiều hơn thì nó có thể tách biệt ra một con chỉ là AVG thôi, còn đâu những con lại là AVS. Hiểu ý rồi thế nào? Thì đây nó sẽ vẫn sinh ra thì nó vẫn sẽ sinh ra là đây, thứ nhất nhìn ở đây là 4 thì 4 AVS này. Chúng ta chỉ có 4, tối đa là 4 AVS đấy nha. Nên trường hợp mà đấy chúng ta muốn chia tải trên nhiều cái quay thì cũng chỉ có tối đa là 4 cái quay thôi. Nếu muốn sử dụng GLP kiểu gì cũng chỉ có bộ tại thời điểm chỉ đi ra được 4 thằng thôi. Nên là thì cái mã ảo này, mã ảo của nó thì sẽ là cái dạng là đầu tiên của nó đây. 007B4 này. Rồi là gì? XXX 4 con X và 2 con Y. Thằng này sẽ là gì? 16 à, chỗ này nó sẽ là đây là 16 bit này. 16 bit thì trong chỗ này sẽ là 6 bit không, còn lại là 10 bit dành cho cái group number. Thế nào? Còn ở đây chính là cái Y, hai số này là dành cho số thứ tự của AVF. AVF 1, AVF 2, AVF 3, tí nữa xem nhìn thấy. Vậy thì trong cái đống này chúng ta sẽ phải có bầu bán ra một con AVG. Thì nó dựa vào cơ chế là priority. Vẫn giống như HLP và VLP. Vẫn đo bằng priority, mặc định bằng 100. Nếu priority không thay đổi thì nó đo bằng IP. Được chưa nào? Vậy thằng nào có priority cao nhất hoặc là nếu không có hình, nếu priority bằng nhau thì con nào có IP cao nhất sẽ là con đóng vai trò là AVG. Hiểu nào? Sẽ đóng vai trò là AVG. Thì nó sẽ lần lượt là gì? Các con khác trong ấy nó sẽ gán lần lượt là những con nào mà AVF active lên thì nó sẽ lần lượt nó gán cho một cái mã ảo.
từng con ma này, con này mắc ảo là con này. Ở đây nó vừa có IP ảo mắc ảo cho từng con một nhá. Như ở đây mình thấy là ở đây chúng ta thấy là gì, cái vừa tuổi IP là nhìn trên này ví dụ 8.10 là cái IP ảo đi, nhưng con này có mắc ảo là BB0001 là nhóm 1. Và nhìn chỗ 0001 không, chỗ này dành cho group number không, thì có phải đây đều tham gia nhóm 1 không, đều là 0001 này, thằng này cũng là 001 như thế nào. Còn thằng này là gì, con router số 1 à, nên là con đầu tiên lên thì là 01, con thứ hai là 02. Cái AVF ấy, cái mã ảo sinh ra cho từng con AVF ấy, hiểu không nào? Thì lần lượt ăn theo cái mác này. Đấy, priority thì vẫn là 1 đến 25, default 100. Con này thì nó giống như HRP nhá, là nó chưa option prime đâu, nó vẫn có prime nhưng mà nó mặc định nó chưa bật prime. Nếu ta muốn cấu hình thì phải bật option prime lên nhá. Thì con AVG sẽ là con thực hiện mà gắn mác cho tất cả thành viên. Có hiểu đấy không? Ta là AVG này, ta có một giống kiểu chúng ta có một cái súng cái tem ấy, hoặc là mã thằng nào vào đầu tiên cho mã A, mã 1. Thằng thứ hai join vào nhóm thì cho mã 2. Thằng thứ ba vào nhóm thì cho mã 3, mã 4. Gắn mác thế. Mác thì đấy, như vừa nói là cấu trúc nó đây là nó không phải tự động, nó không phải ngẫu nhiên mà nó có quy luật. Thì 0007P4. 4x này dành cho group number. 2 cái y là dành cho thứ tự. Số thứ tự. Vậy thì nguyên lý là gì, nó cứ trả về mác. Tất cả được client này đều hỏi lên là 8.10 là mác bao nhiêu đúng không? Cái AVG mà trả về mác là 0101 này thì thằng này xử lý này. Thằng AVF này xử lý này. Được chưa? Nếu nó trả về mác là 0102 này thì thằng này phải xử lý. Hiểu vai trò điều phối AVG không? Trong cái mô hình trên slide này thì nó vẽ rất đơn giản, nó chỉ hai con thì bản thân con này đóng vai trò AVG luôn này. Tức là tất cả truy vấn đều phải hỏi lên A này hết, router A hết, còn này nó có thể trả mác này không này. Việc trả về mác như thế nào thì nó thuộc vào cái cơ chế gọi là load balancing của GLBP. Thì mặc bệnh cái cơ chế load balancing của GLBP nó gọi là round robin, nó sử dụng cơ chế load balancing là round robin. Cái cơ chế load balancing round robin nào? Đi vòng tròn đều. Lần đầu hỏi thì trả ra mác thằng 1. Lần thứ hai là trả về mác thằng 2, lần thứ ba trả về mác thằng 1. Cứ như vậy. Nó còn cái nữa, nó có hai cơ chế nữa là nó có ba cơ chế tất cả. Thì nó phần đấy sẽ sau này chưa? Đấy là khi là đấy là mặc định cơ chế load balancing của nó là như thế. Tức là cái cách trả lời của nó mác ảo nó là như thế. Và dựa cơ chế round robin. Nên lần lượt tất cả các mác đều sẽ được sử dụng. Tương ứng là gì? Lần lượt các cái query đều được sử dụng với cái tỷ lệ là tương đồng nhau, đều nhau, round robin. Tùy mình vẫn là gì, vẫn là trong hợp dự phòng gateway. Chỉ có điều là gì, mọi người muốn là gì, chúng GLBP sẽ ứng dụng trong hợp mà chúng ta muốn sử dụng nhiều gateway đồng thời. Còn HTTP và VRP chúng ta chỉ có thể dùng gateway tại một điểm, đúng không? Còn thì chúng ta có thể làm câu chuyện là tận dụng bằng cách là giống như nói nhỉ, HTTP và VRP load balancing nhé. Chúng ta có thể làm theo kiểu là tận dụng là bằng cách là gì, nó active trong VLAN này nhưng lại trong VLAN khác lại còn là khác active, thì chúng ta tận dụng được cái gateway. Nhưng mà rõ ràng tại một thời điểm, nếu mà chúng ta xét trong một cái một network, một subnet thì rõ ràng tại một điểm một VLAN này, thì rõ ràng là chỉ có một con active, đúng không nhỉ? Đúng không? Hiểu em nào? Đúng không? Còn trong một VLAN mà chúng ta muốn làm nhiều thằng active cùng đồng thời, nhiều gateway sử dụng đồng thời ấy. No way với HTTP và VRP. Tại nhiều group nhưng mà làm thế thì buồn cười, mỗi thằng gần gateway cùng một mạng đây đúng không? Trong phòng mình cùng một mạng đúng không? Người thì lấy gateway chấm 1, người lấy gateway chấm 2, phân nhân kiểu gì rất là khó. Đúng không? Em gắn tính được chứ hàm mà kiểu DHCP làm gắn kiểu thế. Thực ra là có nhưng mà phức tạp. Option 82 DHCP option 82 này. Đấy, AVG chịu trách nhiệm là trả lời bản tiện là đâu ấy. Đây là cái cơ chế nó hỏi. Mỗi thằng hỏi lên thì nó lúc nó trả về thằng client 1 nó hỏi thì nó trả về cái mác 0101. Đó. Thằng 2 hỏi thì
cũng vẫn hỏi IP đấy, đúng không? Vẫn hỏi là 10.218.10 IP MAC là bao nhiêu, thì lần này vẫn là tất nhiên đều phải hỏi AVG, và AVG đều là thằng trả lời, đúng không? Chẳng về nó trả về thì thằng client nó sẽ đi ra cái quầy là cái này, hiểu vai trò IT không? Có cần phải xem lại từ đầu không? Đấy, client 1 này, một MAC ảo hay hỏi 810 MAC là bao nhiêu, đúng không? AVG đứng ra trả lời thằng đấy IP này thì tương MAC 0101. Vậy thằng client này khi nhận được cái thông tin vậy thì để đi ra ngoài nó sẽ đi đến thằng này, bởi vì để gửi đến cái MAC này 0101 thì phải đi thằng này gì nữa. Yeah. Đấy, sẽ fix đẩy thằng này. Tương tự như đến lượt thằng client thì sao hay thì sao? Cái này nó chỉ hỏi là sau đó nó sẽ có cái cách nên muốn nó test lại chúng ta phải xóa cách đi. Xóa cách ARP. Chứ không phải mỗi lần nào nó hỏi đâu. Lưu ạ. Nếu mình muốn test thì mình phải clear IVRP đi. Thế mình phải clear đi, không là kết quả nó không đúng đâu. Phải vẫn lưu mà. Timer thằng này nó giống cái này nó khá giống với kiểu HRP về những cái thông số khác, bởi vì đây đều là thứ của Cisco. Chú ý GRP là thứ của Cisco nhá. Nó giống HRP đấy. Timer cũng giống này, hello 3 giây, hello hold time 10 giây. Xem nào. Đều không option prime nha. Rồi. Trong trường hợp một router gặp sự cố này. Trong router sự cố thì cái giờ có phải mình hiểu không? Bình thường cái thằng router A này này. Thằng router A này có phải là nó chịu trách nhiệm xử lý tất cả traffic nào gửi đến cái MAC là 0101 không? Hiểu biết không nào? Thì trong trường hợp mà thằng này nó fail ấy thì thằng khác sẽ đứng ra thay thế xử lý luôn. Tức là chúng ta hiểu cái thằng B bình thường nó chỉ xử lý là đến xử lý frame nào mà có MAC đến là 0102 không? Hiểu không ạ? Trường hợp nó detect được con này fail thì tự nó thì nó xử lý luôn cả, nó active, nó xử lý cả MAC 0101 lẫn 0102. Tức là bình thường ví dụ nó tưởng tượng là bình thường nó chỉ xử lý 50% traffic thôi. Bởi vì 50% đó còn A xử lý thôi. Nhưng mà A nó fail thì nó xử lý hết 100% luôn. Hiểu ý ở đây không? Chúng ta chưa xử lý không? Chứ không phải là, bởi vì chúng ta hiểu không? Chúng ta cứ tưởng tượng nó chia 50-50% thì chẳng nhẽ con router này chết thì hóa ra 50% người dùng ra được mạng, còn 50% mất mạng à? Đúng không? Ai làm thế? Tất cả vẫn bình thường. Bình thường của nó là xe tải, là chia tải. Còn trong trường hợp nó fail hết thì rõ ràng nó phải dồn hết một con. Thế nào? Đấy. Trong trường hợp A fail thì router B sẽ chịu trách nhiệm forward packet cho gì? Xử lý packet mà thì gửi đến thằng A, đúng chưa? Còn tất nhiên MAC của nó gửi đến MAC của nó thì nó vẫn phải continuous xử lý. MAC của nó gửi đến MAC của nó tất nhiên là ngẫu nhiên rồi, à tất nhiên là hiển nhiên nó phải xử lý MAC của nó, traffic gửi đến MAC của nó rồi. Còn tất nhiên nếu con A là AVG, tất nhiên con này con B sẽ trở thành AVG thay thế. Tách biệt vai trò đấy nha. AVG và AVF. Cấu hình thì đây là ví dụ con switch thôi. Chúng ta có chiếc switch 13 thì nó gọi interface VLAN. Con gái bình thường. Đây. Giống HRP đây. Giống VRP thôi. Chúng ta thì duy nhất HRP là cấu hình standby, đúng không? Từ khóa lệnh là standby, tôi còn tôi nói rồi. VRP là VRP gì đấy, cũng là VRP 1, IP VRP priority. GLBP cũng thế, GLBP 1 IP, GLBP priority. Ở đây nó là nhóm 21 thôi. Hai thằng này cùng là IP đều là chung IP ảo là 8.10, chứ là thằng priority mặc định nhớ là 100 không? Thì này priority 254, thằng này priority 100, vậy thì thằng router B sẽ, sorry, thằng A sẽ đóng vai trò là con IPG. Hiểu không nào? Tôi nên điều chỉnh để con này là IPG ấy. Ở đây cái cơ chế load balancing của nó. À, thì như ở đâu từ ạ, tí nói nốt bản sinh sau và test cái ARP này để mua các thầy em ví dụ về ARP GLP basic nha. Ở đâu một cái tiến trình nhỉ?
Ta sẽ lấy 5 con router ra là RAM gateway, còn router là 6 đây chỉ để là PC thôi, end device để ping ra ngoài. Chứ nào? À này nhiều router. Cô Huynh ạ, đặt IP đã, interface S0.0 nâu sát này gắn IP 192.168.1.1 này, 25.25.0 này nha. Để cô Huynh GLP thì GLPV thì tôi nhóm hết vào nhóm 1 này, IP ảo đều là 192.168.1.254 này. Cho nào, vì tôi cho này priority viện 101, router 1 priority 101 dễ theo dõi. Tương tự interface 0.0 này, nâu sát này gắn IP 192.168.1.225.250 này, GLP thì mỗi GLP nhóm 1 này, IP ảo là 192.168.1.254, một priority là 2. Xem nào, interface 0.0 tương tự này, nâu sát gắn IP 192.168.1.3.25.250, GLP 1 192.168.1.254, GLP 1 priority 103, con 4 interface 0.0 no sat router 4 IP 4 thôi, 1.4.25.250 này, GLP 1 IP ảo đều là 1.254 hết, con này priority là 104 chưa nào. Còn 5, interface 0.0 no sat IP 192.168.1.5.25.250, GLP 1 IP là 192.168.1.254, priority này là 105. Con 6 thì giả lập là PC thôi nên không có cấu hình gì ở đây cả, chỉ mỗi gắn IP thôi. Rồi, à, kiểm tra thì chúng ta có câu lệnh là show glpp giống kiểu show standby grid đấy nha, show vrp grid đấy thì chúng ta sẽ là gì, show glpp grid. Nào có gì ở đây mình đọc từ nhìn cái đọc này đã nhá. Chúng ta sẽ theo thấy một cái dòng nó khác so với những dòng còn lại. Mình đâu đó những cái cột này thông tin nó có này, standby router gì đấy này, có cố định nó gạch ngang cái này gì đây, nhìn này. Tôi đang show ở đây là trên con 5. Biết gì này, biết là cái dòng đầu thì thể hiện gì không? Cái dòng đầu tiên thì thể hiện gì không? Dòng đầu tiên thể hiện thông tin về gì không? Dòng đầu tiên thể hiện thông tin là về AVG. 4 dòng còn lại là thể hiện thông tin về AVF. Thế nào? Con ở tôi con đang show ở đây là con router 5. Con nhìn priority là 105 không? Trạng thái của nó là gì? Standby. Con này có AVG không? Không phải. Nó phải là active thì mới là con AVG. Bởi vì sao? Chúng ta có thể có nhiều con router đóng vai trò AVG được.
sorry, có nhiều con này chưa cùng tranh chấp cái vị trí AVG. Tất nhiên tại một điểm chỉ một con AVG thôi, nhưng tưởng tượng con nào priority cao nhất phải con AVG không? Con có priority cao thứ hai, con đấy chính là standby. Cứ như vậy nó đôn lên, priority cao nhất sẽ là AVG, con priority hai là backup, con ba lại backup nữa, cứ xếp hàng. Yeah. Cứ con nào priority cao nhất thì sẽ là nếu priority bằng nhau thì nó bằng IMP. Hiểu không nào? Ở đây thì nó giống như câu chuyện của HRP ấy, là gì chúng ta không có option là prime. Chúng ta chưa ô hình nhá, nhớ là chỉ có VRP là mặc định có option prime thôi nhá. HRP và GRP muốn có prime thì phải có hình. Mình nhìn này, quay lại con này priority 1 này, nó chính là active này, nhìn không? Nó chính là cái con AVG thực thụ này. Còn cái con backup AVG nó chính là con 1.5 của mình. Hiểu không? 1.5 đấy. Nên ở đây thứ nhất là chúng ta sẽ phải cấu hình thêm một option là prime. Để đảm bảo là gì? Theo thứ tự priority này thì đúng ra là con 1.5 này. Con này là con AVG này. Nếu chết con này thì con này AVG này, chết con này thì con này AVG này, chết con này thì con AVG này, cứ như vậy. Bởi priority đang thăng cứ 105, 104, 103, 102, 101 mà. Nên con 5 của mình nó phải là ấy mới đúng, thì là prime. Cái này mặc định không có. Giống HRP. HRP và GRP đều là cái Cisco nên nó cùng một cái style thiết kế. Hiểu không nào? Nó đều giống timer, đều 3 và 10 giây. Nó đều không có option prime mặc định mà phải going vào. Prime. 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 Chờ này, kiểm tra lại này. Show GBP bridge. Nhìn nó chuẩn chưa? Con này nó phải active không? Con standby là con nào? Quay 101 không? Quay con R1 không? Nhìn 104 chưa? Nhìn rõ ràng 105 to nhất chiếm AVG. Con này to thứ hai trả về con standby cho nó là cái gì? Thứ tự AVG đang là con này là chính này, phụ này, phụ, phụ, phụ này. Con 3 nó trả cái gì? Này. Nó trả lại listen, nó không được. Nó không phải là standby đâu. Anh tiếp. Standby, listen, listen. Hiểu không? Những con này anh thế. Còn lâu đến lượt nó phải chết cả hai con kia cơ. Chết ông này, chết ông này, đối với thằng 2 này phải chết thằng 3 nữa cơ thì mới đến được nó. Các bạn hiểu cái này chưa nào? Hiểu cái xem AVG chưa? Tiếp theo mọi người nhìn này, cái gì? Mỗi thằng tham gia vào nhóm này, chúng ta sẽ lấy được định nghĩa vào một cái mã ảo này. Nào. Đây. Tướng là gì? Mắc có 1 chính là thằng tướng 1.1 này. 2 chính là thằng IVF này, tính như chính mắc của tầng lượt đó, mắc của thằng router 1 này, mắc router 2, mắc router 3, mắc router 4 này, nhìn không? Đây chính là 4 thằng IVF này, nhìn không? Thì mọi người nhìn đây, cái chỗ này nó là gì? Mọi người nhìn chỗ này là listen không? Cái cột này bên trái này, chú ý nhìn đây. Cách đọc AVG, IVF nó khác nhau. Sau con 1 này, nhìn lại này, sâu ở VP bridge này. Mọi người nhìn chỗ này là active không? Con R1 chính là active cho cái mask này. Hiểu không? R2 của mask, nó active cho mask 2 của chính nó không? Mask 2 không? Con R3 của active cho mask 3 không? R4 có phải là active cho mask 4 không? Hiểu không nào? Tức là đây là các mark mà các chú em này được gắn. Giống như kiểu là tôi là trưởng phòng nhá. Bây giờ các nhân viên mới vào đi. Đấy, anh nào vào đầu tiên cho mark số 1. Anh nào up lên thứ 2, mark số 2. Anh nào mark số 3 vào thứ 3 cho mark số 3. Hiểu không? Giống đánh dấu ấy. Mã nhân viên số 1, nhân viên số 2, nhân viên số 3, nhân viên số 4 đúng không? Bây giờ ok, bây giờ có việc, nhân viên số 1 xử lý đi. AVG đấy, trưởng phòng ra đây. Thấy chưa? AVG là thằng đó chọn điều phối.
trung gian. Nên ở đây mọi người này, trong cái mô hình tôi đang làm cái tổng quát hơn, với trong slide nó chỉ là hai con thôi, chúng ta không nhìn hết. Tôi thấy 5 con thì mọi người thấy con 5 này nó có active choice gì không? Tôi hiểu từ listen không? Listen nó chính là backup thôi. Tức là bình thường mark 1, mark này là do con 1 xử lý này, mark này do 2 xử lý, mark này do 3 xử lý, mark này do 4 xử lý này. Hiểu không? Trong là cần thì con này nó đứng ra là nó sẽ backup cho cái chính cái mark này luôn. Hiểu ý không? Hiểu ý không? Đây nào. Đây là kiểm tra này. Sau là VP detail. Mọi người sẽ nhìn thấy một cái từ khóa là load balancing là ra robin nhìn không? Chỉ mang định load balancing là ra robin. Thế cái cơ chế điều phối, cái cơ chế phân phát hay cơ chế ra lệnh của nó đây là theo ra robin. Vậy việc đầu tiên sao giao cho thằng mắc 1, việc đầu tiên giao thằng mắc 2. Chúng ta nhìn thế này này. Trên này chúng ta thể là gì? Show IP ARP 192.168, tôi muốn biết là mắc này tương với thằng nào. Chưa có gì cả, bởi vì tôi chưa gửi traffic. Này tôi gửi này. 1.254. Rồi, đầu tiên đang là thì hiện nay là vòng xoay nó bắt đầu thằng 4 này. Hiểu không? Show IP ARP chúng ta sẽ nhìn thấy là gì? Quẻ mắc IP là 1.24 này đúng không? Từ có phải từ cái mắc 04 không ạ? À? Thì có phải đúng nó ra 04 cái gì nữa? Chơi kiểu gì cũng vẫn ra 04 này. Chơi đến Tết thì vẫn ra 04 này, hiểu không? Bởi vì lăn là lưu. Clear IP ARP. Chơi lại. Ra này. Clear IP ARP 192.168.1.254. Chơi lại nè. Đấy, mình thấy là 1.1 không? Chết, tôi vừa quên mọi người nhìn. Nó sẽ ra mask của thằng 01. Không? Bây giờ tôi clear này, tôi lại chơi tiếp này. Làm sao nhỉ? Nhầm. Tại vì mình vừa kia sai ở kia này. Rồi, chơi này này. Chơi này. 1.24 này. Nó đẩy sang mắt tiếp theo này. Nhìn mắt thứ 2 không? Chắc chắn là gì sao là từ mắt thứ 2. Hiện nay con 6 này hiểu là nó được trả lại thông báo mắt 2 không? Chúng ta lại clear IP ARP này, clear IP ARP của cái IP này. Vừa rồi tôi gõ nhầm là 1.4 nhưng nó không đúng. Hả? Lại ấy lại này. Chân ra mắc 3 mới đúng. Cứ lần lượt. Nhìn không? Ra 3 không? Nhìn ra là trả ra mắc cùng là vẫn là IP không? Mình thấy một câu chuyện khá là lạ đây, tức là gì? Cùng là một cái IP. Lúc thì ra mắc này, lúc lại ra mắc khác. Bởi vì tất cả đều hỏi lên IPG hỏi 5. 1.254 mắc là bao nhiêu? Báo lại cho tao. Thì thằng này là gì? Mắc 01. Thằng khác hỏi đi, mắc 02. Thằng khác hỏi đi, lượt thằng thứ 3 hỏi đi, mắc 03. Thằng nữa hỏi đi, mắc 04. Giờ lại quay về mắc 01. Ra robin rồi. Cho. Nên là lần lượt các cái quay đều có traffic xử lý ra. Quay hiểu về cái chỗ này chưa nào? Thì đây chính là cái gọi là basic của GPP đấy. Như thế nào? Thì mọi người có thể làm lại cái phần này như tôi vừa làm trên bảng. Mọi người thì sâu trước thoải mái theo cái kiểu của mình đi. Sâu cái gì? Sâu GPP bridge hoặc sâu GPP detail. Cái bridge để xem thông tin ngắn gọn thôi. IPG IPF còn muốn xong chi tiết thì ra detail. Thì ra nhiều thứ. Như thế nào? Thì mọi người lấy thử lại sâu IPF VG thì tùy chúng ta thích đổi là đổi. Như thế nào? Trong trường này tôi để một nốt tí rồi chúng ta làm nốt này. Vì trong trường này tôi shut down này,
Thằng này là AVG đúng không? Chúng ta mọi người hiểu không? Mô hình của mình là con này AVG đúng không? Con 4 con này là AVF không? Đúng không? Cho chết AVG. Tôi sẽ đào 5 ra khỏi mạng này. Tôi đang ngắt cái này ra khỏi mạng nhá. Vậy thì sao nhỉ? Ờ, phải có một con AVG thay thế đã. Cứ bình tĩnh là đúng không? Bao giờ cũng phải bầu thằng AVG đó. Thì thằng này là AVG 15 đúng không? Nó fail thì có phải thằng này sẽ lên AVG không? Nhớ phải có Supreme nhá. Để tranh chấp nhá. Vậy thì kỳ vọng là con này phải lên. Mà thấy là gì nó IT không? Con standby phải 13. Vậy con này sẽ là con AVG chính không? Con AVG phụ backup ấy chính là con này. Tất cả con này là AVG standby phù hợp, không phải AVG standby listen nữa. Là chờ. Vậy hiện nay là con A4 này AVG đồng thời là gì nữa? Có nhìn không? Đây là trường hợp mà thì con này nó vừa là AVG nó vừa là AVF cho cái mask của nó luôn. Mask số 4 ấy. Nó AVG nhá, nó là con ra việc đúng không? Đồng thời nó cũng xử lý tất cả traffic nào mà gửi đến cái mask. Hiểu thế nào? Con 3 nó chết thì con 4 nó gánh. Ờ, nó sẽ gánh nhá. Con AVG sẽ gánh. Ví dụ là con này mình sắt down nó đi. Đấy, không sẽ không đó. Sắt down này đi. So stand by breed. Sorry, gọi là BP breed. À nào. Chưa được, nó chưa có tham mưu xong. Đây. Thứ nhất là đợi tí nó phải lên con 102 nữa cơ. Đấy, như này mới là chuẩn này. Thứ nhất là mọi người thấy con nó vẫn là AVG đúng không? Nhưng mà con backup là sao? Con backup VG nó là phải con 102 không? Bởi hiện nay mình hiểu tôi sẽ đau con 3 rồi mà. Tôi ngắt con 3 ra khỏi mạng mà. Đồng thời mà nhìn tôi là anh tiếp trước đây nó chỉ anh tiếp cho Mark 4 đúng không? Bây giờ nó phải anh tiếp cho Mark 3 không? Hiểu không? Nhưng bây giờ là gửi đến cái IP thì nó xem nó xử lý traffic nào mà gửi đến cả hai Mark này luôn. Được chưa nào? Con AVG nha, nó vẫn sẽ trả về một cái danh sách là 4 cái Mark này đúng không? Đấy, Mac 01, Mac 02, Mac 03, Mac 04. Thì bây giờ con này nó sẽ lắng nghe, nó xử lý traffic gửi đến cả Mac 3 và Mac 04 thì nó đều được xử lý hết. Tất cả clear cái này chưa? Clear này không nào? Đấy. Thế là cơ chế xử lý của gọi là basic của BP. Quan trọng là hiểu là thế nào AVG, thế nào AVF. Đây là cái điểm rất kỳ biết. Thì đây tôi đang cố gắng nói tạm cách dễ hiểu nhất là chúng ta hiểu đấy, AVG nó giống như trưởng phòng. Sếp chắc là người đứng ra nhận giao dịch, đứng ra giao dịch, còn việc xử lý nó là do AVF. Thì đấy, tại một thời điểm luôn luôn có một AVG và tối đa 4 con AVF. Có thể tách biệt ra, AVG chỉ là AVG và 4 AVF riêng. Còn trong giờ mình ít hơn có thể là một AVG vừa là AVF, nó vừa là AVG, nó vừa là AVF. Nó vừa làm sếp, nó vừa xử lý công việc trực tiếp thôi. Được chưa nào? Đấy mọi người làm đi, tôi sẽ nhả lại như cũ một tí nữa. Có, nó còn host dependent và web nữa. Web là theo tỷ trọng là chỗ này bao nhiêu, chỗ này bao nhiêu. Còn host dependent thì nó sẽ là dạng như là nó dạng như stick ấy. Tức là client bất kỳ client vừa rồi, nếu như client ấy cũng vẫn là một thằng client đúng không, lúc thì ra cái web này, lúc ra cái kia, thì host dependent là kiểu gì nó mất đi ra một cái web, hiểu không? Đảm bảo cái lượng traffic của mình ấy, thằng client 1 luôn luôn đi ra thằng gateway số 1. Thằng số 2 kiểu gì thì nó vẫn đi ra gateway số 2, thì người đấy người ta gọi là host dependent. Còn web là nó theo tỉ trọng, cái thằng này 30 packet đi thằng này, 50 packet đi thằng này, 10 packet đi thằng kia. Thế nên theo web, ra robin là đều, nó có 3 cái chiến lược chính. Bây giờ do thằng AVG phân phối mask chẳng hạn nhé. Thì lúc nào khi một thằng đã học mask rồi, lúc nào phải đi theo cái mask này. Thì thằng host đó là nó sẽ giống như kiểu là check ấy. Thằng nào hỏi đúng không? Thằng mã A hỏi thì luôn nó trả lời một câu như thế. Còn vừa rồi là gì? Bình thường ra robin là gì? Mã A hỏi lần một thì trả lời câu thứ nhất, đáp án thứ nhất. Vẫn là lần sau thì vẫn là thằng mã A hỏi trả lời lại một đáp án khác. Hiểu không? Host dependent tức là gì? Đã là mã A thì luôn luôn trả lời cái thông tin là như thế này. Fake luôn câu trả lời. Cứ nhìn mã A hỏi là thế này.
Đúng chưa? Cái phần đấy là sao để có kiểu gì mà mình tích tĩnh, ví dụ như là mình luôn luôn cho một thằng á? Vâng, luôn cho một thằng đi theo một đường. Cái đấy khá là ấy đấy, cái đấy phải làm gần như là ngẫu nhiên thôi. Tức là em phải vì cái việc mà nó chọn ra một cái mác nào là ví dụ em cứ chọn hốt đi bên lần ấy, nhưng em không điều chỉnh được là cái mác nào nó là ấy đâu. Nên thế thì mình chỉ có gọi là xoay xoay đổi đổi cấu hình, khi nào trực hoặc đến khi nào ra đúng cái đấy thì ví dụ có hai con ra sờ là máy gây quay như này, mình ví dụ có một IP ở đó, nó muốn là nó chỉ có một IP, nghĩa là nó muốn lúc nào chỉ đi bằng cái IP bên trái này để ra mạng thôi thì có cái nào nhưng cái bằng giải thì ví dụ khi bên trái chết nó đi bên phải. Bình thường ấy, mặc định người sẽ đi bên trái để lấy IP đấy. Thế thì bây giờ ví dụ là em phải cấu hình thứ nhất cho 11 đi pattern này. Xong rồi kiểu cấu hình ví dụ là cho cái con đấy nó lên trước để nó xử lý cái đấy. Nó xử lý cái mark A đấy. Hiểu không? Không có cái fix, tất nhiên nó sẽ lựa chọn một mark, nhưng cái việc đấy là phụ thuộc vào cái câu trả lời của thằng IPG. Mà mình không can thiệp được cái câu trả lời IPG là cái gì. Mình không can thiệp được thứ tự, ví dụ mọi người hiểu là round robin hả? Tôi không can thiệp được là nó bắt đầu từ mấy đâu. Mình không can thiệp được vào cái bảng map để nó đâu. Không có option đấy. Thế bảo là khi nó ăn vào cái map đấy thì làm map đấy thôi chứ còn thế em phải điều chỉnh mẹo mẹo thôi. Ví dụ muốn gá cho thằng đấy đi thằng nào thì chắc là bị dí một cái IVF đấy. Bắt buộc là IVF nó phải đi theo IVF đấy. Thấy không? Chứ nó không có option IP client này sang cái kia đâu, là luôn trả lời về cái thằng nào đâu. Ừ, phần lớp học sinh tí nữa để nữa đưa vào sợ mọi người nhồn nhiều quá, cứ làm ít nhất nha. Tôi không yêu cầu mọi người làm cái đấy, nó gọi là phần F3, lớp học sinh là phần F3 nên được chưa, nói tí là phần checking nữa cơ, được chưa? Ít nhất là phải hiểu cấu hình basic đã, hiểu được thế nào là GPP, học đọc, nhìn cái sâu ra, nhiều người á cái sâu ra này chả hiểu gì đâu. Cái này mọi người vào sâu này mà phải biết đọc cái đọc, hiểu không? Thế nào lúc nào IVGVF thì nhìn dòng này chả hiểu nó gì đâu. Học basic ra, từ từ, chưa nào?